Đạo với cô tu nữ. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Xin quý vị trong đạo tràng cùng với con đọc tập Phật để xin thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. U ca sa ma yang phan tê quy sùng quy sùng rắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ban cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sùng quy sùng rắc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ban cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhị, ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sùng rạc kha na tha ya ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ con kính nhân mít đến ngài Trí Đức để ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Dạ, không biết ngài Trí Đức có trong đạo tràng hay không vậy quý vị? Xin quý vị cho biết. Dạ. Ngài bị rớt nét rồi. Dạ thôi con chờ trong giây lát con ngài có vào trở lại được không? Dạ vẫn chưa thấy ngài vào. Dạ vậy đây rồi. Con xin thọ trì tam quy và ngũ giới với Đức Thế Tôn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cũng đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó, ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Hoa đó, ngài là bậc Khả Năng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ra Hoa đó, ngài là bậc Khả Năng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bút thằng sa ra nằng gạch cha mi, thâm mặn sa ra nằng gạch cha mi, sang khẳng sa ra nằng gạch cha
con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Bú ti dâm bi bút thằng sa ra năng gạch cha mi, bú ti dâm bi thăm mạng sa ra năng gạch cha mi, bú ti dâm bi sang hằng sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bút thằng sa ra năng gạch cha mi, ta ti dâm bi thăm mạng sa ra năng gạch cha mi, ta ti dâm bi sang khang sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ba na ti ba ta we ra ma ni sit kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumacchara we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me rayamat chappa madhathana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy cho nên chúng con cố gắng thọ trì giới luật và giữ gìn trong sạch, không để lắm nhơ. Dạ. Quý vị thấy Ngài đã vào room trở lại chưa quý vị? Dạ. Vậy con xin đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng Tam Bảo ạ. Uttamang ghe na hoàn đề hằng bà đa bằng sùng quá Uttamang. Utthê vô khá li tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng tâm mạnh chế đu vi thằng quá rằng. Thâm mê vô khá li tô đô sô thâm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là Phật học và Phật hành. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến pháp bảo cứu sinh pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sanh khanh cha đu vi tho ta mang. Sanh ghe vô khá li tô đô sô sanh khổ khá ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vi phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Akasattha cha phong mát tha đề hoa na ga mát tí ca buôn nhân nô nô mô đành tu chi rằng rất khanh tu xa xa năng. Akasattha cha phong mát tha đề hoa na ga mát tí ca
quân nhân nô nô mô đành tu chi rằng rắc khanh tu nô ca rô a ca sát tha chấp phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca quân nhân nô nô mô đành tu chi rằng rắc khanh tu nhà ta vô a ca sát tha chấp phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca quân nhân nô nô mô đành tu chi rằng rắc khanh tu ba ni nô a ca sát tha chấp phum mát tha đề hoa na ga mất thi ca quân nhân nô nô mô đành tu chi rằng rắc khanh tu nô sa đa chữ tiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phật đều chúng con hậu trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài uyên thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phật dài bền lâu chúng con quy thụ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu vô sanh văn kinh chế cô sa la cam mang cát tắc bằng kí ri văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng tăng ye sa ta san ni no ti ye cha sa ta san ni no ca tăng quân nhã pha lăng mây hàng sắp bê pha ghi pha quan tu tê dê tăng ca tăng su quý đi tăng đinh năng quân nhã pha lăng ma già dê cha ta tha na cha nan ti đê qua gần tòa ni quê đa dùm sắp bê lô cầm hi dê sát ta chỉ quan ta ra tu ca ma nôn nhân phô cha năng sắp bề la phan tu ma ma chê ta sa tế phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành giáo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhạc chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tượng được mà hưởng nghen phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hy biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rải lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý bốn dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xứng thâu phước báo cúng dường hòa thành thực phẩm mùi hương thọ lập phước lành con đã tạo ra từ đời các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu tăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng. Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kể liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào. Nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại rạng tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tận không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Y đăng vô nhà tì năng hồ tu su ki ta hồn tu nhà ta vô nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh nơi lạc cảnh. Y đăng quá ta mê bùn nhân a sa quắc ca già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy làm ổn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngành nơi tâm.
phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo ra được trong ngày hôm nay, con kính hồi hướng đến ngài Hòa thượng Tịnh Đức ở chùa Đạo Quang, Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ. Chúng con nguyện cầu cho ngài sớm được về nơi đất Phật. Dạ. Con thấy ngài đã trở vào room rồi. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Dạ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, phần đọc lễ bài Tam Bảo và thọ trì ghi giới đến đây đã được hoàn mãn. Con cũng kính dâng và phước ngày hôm nay cho đến ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ, con cũng quên chia đều đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama, và quý vị trong đạo tràng cũng luôn được an vui trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Và bây giờ con kính dâng mít đến ngài Trí Đức để ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Thầy. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào chư Phật nam tín nữ. Xin sám hối với đạo tràng. Đường truyền bị trục trặc, cho nên có một cái sự thất thoát. Mong quý vị thông cảm. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 103. Câu Phật ngôn 103 có liên quan đến câu Phật ngôn 102 ha. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo. Bhutto Mahesi Arahang Tathagato Lokottamo Sappagaru Hicet Thakolo Kassasatha Janadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Janayakam Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu. Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, khí năng vô lượng, tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giác tá sơ sát thu nô lô ca nam mình thá sa quý nà ca rô cô sắp bành nhu vô thóc bất đi phù tí sanh nhá rô quan đà mất hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo với nhé anh vàng, như là soi sáng vạt màng vô minh, phá tan làm đạt chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô thú quý tá xa xa quốc cô xích thà chú tà mô quốc rách thầm mất xích thà cô nền đà bất sân xà đi à nà đá rô quá rô quanh đà má hành tầng đá rá phù. Chánh này giác cần tăng bảo trên văn vật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thế pháp, phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tình ách tư gia tê chê, ná sê kha mê hê, tu quá thác nặng tác xà vi a nú phà quê, ná sá hạ xà dê. Ná sê chạc tú, cầu xin tam bảo uy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tán dương ơn đức Tam Bảo ra xong, quý vị nghe âm thanh có hú 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 không ạ? Có nghe tiếng hú không ạ? Alo, hay là nghe bình thường? Có hả? Rồi, khổ vậy, mang tiếng tu. Rồi, chắc ổn rồi. Hú thì ghê luôn hả? Rồi, bây giờ chúng ta đi vào và học ngày hôm nay.
Cái câu này giống giống câu 102 ha. Yo sahasang sahasena, yo sahasang sahasena, yo sahasang sahasena. Rồi bây giờ qua câu số 2. Câu số 2. Sang ga me ma nu se chi ne, sang ga me ma nu se chi ne, sang ga me ma nu se chi ne. Còn lại câu 1, câu 2. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne, yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne, yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne. Rồi bây giờ câu 3, câu 4. E cần cha chay yam mắt ta năng, e cần cha chay yam mắt ta năng, e cần cha chay yam mắt ta năng. Đọc lại lần nữa. E cần cha chay yam mắt ta năng. Và câu số 4. Sa về sang ga mắt chút ta mô, sa về sang ga mắt chút ta mô, sa về sang ga mắt chút ta mô. Còn lại câu 3, câu 4. E cần chắc chạy ya mắt ta năng, sa về sang ga mắt chút ta mô, e cần chắc chạy ya mắt ta năng, sa huệ sang ga ma chút ta môn, e căn cha chay ya ma ta năng, sa huệ sang ga ma chút ta môn. Rồi bây giờ đọc lại từ trên xuống dưới. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne, e căn cha chay ya ma ta năng, sa huệ sang ga ma chút ta môn. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi me, e căn cha chay ya ma ta năng, sa huệ sang ga ma chút ta môn. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai. Yo cha hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne, e căn cha chay ya mắt ta năng, sa huệ sang ga ma chút ta môn. Yo cha hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne, e căn cha chay ya mắt ta năng, sa huệ sang ga ma chút ta môn. Như vậy thì chúng ta thấy có hai cách đọc ha. À, cách đọc thứ nhất đọc một hơi, cách đọc thứ hai chia làm hai, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm. Chúng ta dừng lại và câu Phật ngôn 103 chúng ta đọc hai hơi. Và bây giờ qua cái giọng kể thì chúng ta cũng đọc một lần hai câu ha, để nương nhau. Đây là một bài kệ 8 từ, chúng ta chia làm hai, rất là dễ đọc. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne, e căn cha chay ya ma ta năng, sa huệ sang ga ma chút ta môn. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne,
ê căn cha chay ya ma ta nang sa ve sang ga ma chun ta mô dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Rồi xin mời Sik Meta, Sik Kim Nhung à. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Thiện Vũ cho biết đã nghe rõ. Dạ, cô Kim Nhung, cảm ơn cô Kim. Dạ, bà Dị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cô Mai nữa. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng như quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 103. Yo sahat sang sahat se na sang ga me manu se chi ne e kan cha chay ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Dạ, con xin phân tích. Yo trường âm thường, sa đoạn âm, hát trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, hát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, ná đoạn âm, sang trường âm nhấn, ga mê ma ba trường âm thông thường, nú đoạn âm, xê trường âm thông thường, chí đoạn âm, nê trường âm thông thường. Yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. E trường âm thông thường, kênh trường âm nhấn, chá đoạn âm, chay trường âm nhấn, giá đoạn âm, mát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, má đoạn âm, chút trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Ê kênh cha chày gia mắt ta năng xa quê sang ga má chút ta mô. Dạ, con xin đọc lại hết bài. Yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e kan cha chay ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e kan cha chay ya mat ta năng xa quê sang ga ma chút ta mô. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sô xa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e kan cha chay ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Dạ, con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con kính mời cô Kim tiếp tục ạ. Con kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin... Không biết có sư nữa không? Con thấy không có ai hết. Con xin trả bài kinh pháp cú số 103.
Yo sahat sang sahat se na san ga me ma nu se chi ne e can cha dày giá mắt ta nằng sa quê san ga ma chúc ta mồ. Yo sahat sang sahat se na san ga me ma nu se chi ne e can cha dày giá mắt ta nằng sa quê san ga ma chúc ta mồ. Yo sahat sang sahat se na san ga me ma nu se chi ne e can cha dày giá mắt ta nằng sa quê san ga ma chúc ta mồ. Phần tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, xá đoạn âm, hát trường âm ngắn, sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, hát trường âm ngắn, xê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Câu số 2, sân trường âm ngắn, ga mê ma, ba trường âm thông thường, nú đoạn âm, xê trường âm thông thường, chí đoạn âm, nê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Yo sahat sang sahat se na san ga me ma nu se chi ne e can cha dày giá mắt ta nằng sa quê san ga ma chúc ta mồ. Phân tích câu số 3, e trường âm thông thường, canh chúng phải là canh trường âm ngắn. Thực chứ cái chữ này trong tiếng Việt không có âm tương đương. E trường âm thông thường, canh trường âm ngắn, chá đoạn âm, dây trường âm ngắn, giá đoạn âm, mắt trường âm ngắn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cụi hay câu cuối cùng, xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, xanh trường âm ngắn, ga trường âm thông thường, má đoạn âm, chúc trường âm ngắn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ê canh cha dày giá mắt ta nằng xa quê xanh gà má chúc ta mồ. Vô xa hát xăng xa hát xê nát xanh gà mê mà nú xê chi nê. Ê canh cha dày giá mắt ta nằng xa quê sành gà má chúc ta mồ. Vô xa hát sằng xa hát xê ná sành gà mê mà núi xê chi nê. Ê cành cha dày giá mắt ta nằng xa quê sành gà má chúc ta mồ. Vô xa hát sằng xa hát xê ná sành gà mê mà núi xê chi nê. Ê cành cha dày giá mắt ta nằng xa quê xanh ga ma chúc ta mồ. Vô xa hát xăng xa hát xây na xanh ga mê ma nu xê chi nê. Ê canh cha dây ga mắt ta nằng xa quê xanh ga ma chúc ta mồ. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 103. Có chiếc lá mùi xuân hả? Chiếc lá mùi xuân tới không? À, bữa nay sư mệt rồi, sư lo sửa cái máy sư rồi. Ngày nào lúc nào cái máy cũng bị hỏng wifi cũng đường truyền rồi cái gì tùm lum hết. Rồi hú quên điện, chạc điện, máy nó hú gì tặc răng tiêu vậy. Không biết sư có núp lùm không? Sư thấy con có sai gì không? Sư cho con biết đi sư. Quý vị có thấy tôi có bị nhân nghị gì không? Quý vị cho biết nha. Nhưng mà phe ta cho vỗ tay, vỗ chân bông qua quá trời luôn. Cảm ơn quý vị nha. Mời quý vị kế tiếp. Không biết ai nữa. Hồi nãy không có coi quên. À, chị Kim Nhung chờ chút nha. Alo, chị Kim có nghe rõ không? Thấy người ta tặng bông tặng hoa và tưởng ngon ha. Câu số 3, e canh chát chay giá mắt
ta nặng. Chữ ri này á, đọc là chá, nó nặng hơn chữ xe. À, chữ xe chúng ta đọc là chá, còn chữ ri này đọc là chá, nó nặng hơn. Vậy thì chữ này đọc là chay, chứ không phải là dây. À, chữ dây khi nào đọc chữ giá, chữ giá mới là dây. Còn đây là chay. Ê canh chát chay giá mắt ta năng, chứ không phải là đọc là dây. Ha. À, Sĩ Kim là chỗ này ha. Cái phần phần thứ hai, cá. Phần cái đoạn thứ hai là chá. Thì chữ này là chữ chá, nhưng mà nó mạnh hơn chữ chữ xe. Ha. Chữ xe chúng ta đọc là chá, nhưng mà chữ ri này đọc là chá, nó nặng hơn. Vậy thì đây là chay giá mắt tà năng, chứ không phải là dây. Đọc dây là thấy là chặt rồi nha. Rồi, xin mời Sĩ Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 103. Yo saha sang saha se na sang ga me manu se chi ne e kanh cha chay ya ma ta nang sa we sang ga ma chu ta mo. Yo saha sang saha se na sang ga me manu se chi ne e kanh cha chay ya ma ta nang sa we sang ga ma chu ta mo. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn. Thật chiến thắng tối thượng là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích ạ. Yo là trường âm thông thường, xá là đoạn âm. Has là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá là đoạn âm, has là trường âm nhấn, se là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Sang là trường âm nhấn, ga là ga me ma là ba trường âm thông thường. Nú là đoạn âm, se là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, ne là trường âm thông thường. Yo saha sang saha se na sang ga me ma nu se chi ne. E là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, sang là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, má là đoạn âm, chút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Ê canh cha chay ya ma ta nang sa quê sang ga ma chút ta mô. Yo saha sang saha se na sang ga me ma nu se chi ne e kanh cha chay ra ma ta nang sa we sang ga ma chu ta mo. Yo saha sang saha se na sang ga me ma nu se chi ne ê cánh cha chay và ma ta năng xa quê sang ga mà chú ta mô. Yô sa ha sang sa ha se na sang ga mê ma nu se chi nê. Ê cánh cha chay và ma ta năng xa quê sang ga mà chú ta mô. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn. Thật chiến thắng tối thượng là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Thân mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ngô Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào thể đạo tràng và cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cuối số 103. Yo saha sang saha se na sang ga me ma nu se chi ne e kan cha chay ya mat ba nang sa we sang ga ma chut ta mo. Yo saha sang saha se na sang ga ma nu se chi ne e kan cha chay ya mat ba nang sa we sang ga ma chut ta mo. Dầu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, hát trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, hát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, ná đoạn âm, sang trường âm nhấn, ga, me, ma, ba trường âm thông thường, nú, đoạn âm, xê trường âm thông thường, trí, đoạn âm, nê trường âm thông thường. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. E là trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá đoạn âm, chay trường âm nhấn, giá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, má đoạn âm, chút trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Ê canh cha chạy ra mắt ta năng xa quê sang ga mắt chút ta mô. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cuối 103. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne e kan cha say ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga se chi ne e kan cha say ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mô. Dạ, con xin đọc kệ. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne e kan cha chay ya man ta nang sa we sang ga ma chut ta mô. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma se chi ne e kan cha chay ya man ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin xuống nước, xin mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 103. Yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e canh cha chay ya mát ta năng sa quê sang ga ma chút ta mô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo, trường âm thông thường, xá, đoạn âm, hát, trường âm nhấn, sang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá, đoạn âm, hát, trường âm nhấn, xê, trường âm thông thường, ná, đoạn âm, sang, trường âm nhấn, ga, mê, ma, ba trường âm thông thường, nú, đoạn âm, C, trường âm thông thường, trí, đoạn âm, nê, trường âm thông thường. Yo sa hát
sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne. Con xin phân tích câu 3, câu 4. E trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá đoạn âm, chây trường âm nhấn, giá đoạn âm, mát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, xăng trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, má đoạn âm, chút trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường, ê canh chát chây giá mát tàng sang quê sang gà mát chút tá mô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 103. Yo sa hát sang sa hát se na sang gà mê ma nu se chi nê. Ê canh chát chây giá mát ta năng sát quê sang gà ma chút ta mô. Yo sa hát sang sa hát se na sang gà mê ma ha nu se he chi nê. Ê canh chát chây giá mát ta năng sa quê sang gà ma chút ta mô. Dầu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin đảnh lễ sư Chí Đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 103. Yo hát sát sang sang hát se na sang ga me ma nu se chi ne. E can chas che ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne. Yo là trường âm thông thường, xá đoạn âm, hát trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, hát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, ná đoạn âm, sang trường âm nhấn. Alo, 123, 123. Còn có chiếc lá rụng mất tiêu rồi. Alo, chiếc lá Mùa Xuân ơi, vô lại, đưa tay đi. Đọc cái nửa chừng cái và có chiếc lá cuối cùng mà rụng luôn. Mùa Xuân kỳ quá vậy. Thôi, khi mời chiếc lá Mùa Xuân rồi huynh đạo huynh ha. Alo, dạ đạo tràng có nghe con chưa ạ? Dạ, cho con xin bài đọc lại. Con mới thoát ra, giờ con vô lại con nó thấy.
Dạ. À, nãy con đọc câu, con phân tích câu 1, câu 2 rồi. Con đọc, con xin đọc lại câu 1, câu 2. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne. E can cha che ya ma ta nang sa we sang ga ma chút ta mô. E là trường âm thông thường, can trường âm nhấn, chá đoạn âm, che trường âm nhấn, giá đoạn âm, mát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, săn, săn là trường âm nhấn, gà trường âm thông thường, má đoạn âm, chút trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Ê canh chá chay giá mát tà nằng xá quê sằng gà má chút tá mồ. Con xin đọc lại 4 câu. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne. E can cha che ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne. E can cha che ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne. E can cha che ya mat ta nang sa we sang ga ma ga. Không còn lâu. E can cha che ya mat ta nang sa we sang ga ma chút ta mù. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Con mời vị kế tiếp. Rồi, cảm ơn chiếc lá mùa xuân. Dạ, dạ, cảm ơn Hoàng Thanh, Hoàng Thiện Vũ, cảm ơn Sipata, cảm ơn Sinh Hồng Mai, cảm ơn cô Mata đã được biết cho biết tín hiệu. Dạ, kính cảnh đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ quý cô tu nữ, quý bà quý cô. Và kính chào anh chị em trong đầu trang. Yeah. Trước khi đọc thì chúng tôi có một lời vài lời phân bua. Thường thường trong ngày cái giờ này là cái giờ cũng đang đi làm đồng thành thử lên. Lâu lâu thoáng hạt năm khi mười họa mới ra nghe được thính pháp của sư và quý vị. Hôm nay là ngày lễ bên này, yeah, ngày lễ của ông King. Ông Martin Luther King là cái ông mà ông tranh đấu cho nhân quyền. Cũng nhờ ông mà những người hải ngoại bây giờ với người ta xem cho là bình đẳng, yeah, cũng có những cái quyền. Một lần nữa thì xin đọc cái kinh Pháp Cú hôm nay. Kinh Pháp Cú 103. Yo sa hát sang sa hát se na sang ga me Manu se chi ne e can cha chay ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Bây giờ xin đọc từng câu một. Yo sa hát sang sa hát se na. Chữ yo là trường âm, xá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, xanh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, c là trường âm thông thường, nhá, ná là đoạn âm. Rồi câu thứ nhì, sang ga me ma nu se chi ne. Xanh là trường âm nhấn,
ga là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường, ma là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, c là đoạn âm thông thường, chí là đoạn âm và nê là trường âm thông thường. Yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nú se chí nê. Và hai câu sau. E căng chá chay giá mắt ta năng. E là trường âm thông thường, căng là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu 4 là sá quê sang ga má chút tá mô. Sá quê sang ga má chút tá mô. Dạ, mà đọc lại hai câu sau. Dạ. Ê căng chá chay chá mắt ta năng sá quê sang ga má chút tá mô. Dạ, cũng xin phép đạo tràng cho đọc lại 4 câu ha. Lần nữa cho nó trôi chảy. Dạ. Yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya mat ta nang sa se sang ga ma chut ta mo. Dạ, đọc chưa tự tin mấy. Đạo tràng chắc nghe cái giọng của mình là chắc cũng không tự tin. Dạ. Rồi bây giờ đọc xin tin kệ. Dạ, tin kệ. Yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e kang cha chay ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e kang cha chay ya mat ta nang sa que sang ga ma chut ta mo. Và thượng tọa Thích Minh Châu đã dịch ra tiếng Việt là dầu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Dạ, chắc là không biết là còn ai nữa hay không. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhé. Cảm ơn cô Hồng Mai, cảm ơn Hạnh Dung đã lắng nghe, đã thưởng nhiều bông hoa. Dạ, một lần nữa kính cảm tạ Ngài Trí Đức và kính cảm ơn Đạo Tràng rất nhiều. Chúc mọi người thánh pháp an vui, tâm tâm an lạc. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép đọc và phân tích câu Phật ngôn số 103. Yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Yo sa hát sang sa hát se na sang ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Dạ, con xin phép đọc. Con xin phép phân tích câu số 1, số 2. Vô trường âm thông thường, xá đoạn âm, hát trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá đoạn âm, hát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Sang trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, mê trường âm thông thường, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, C trường âm thông thường, chí đoạn âm, nê trường âm thông thường.
Yo sahat sang sahat se na sangga me manu se chi ne. Dạ con xin phân tích câu số 3, số 4. E trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá đoạn âm, chay trường âm nhấn, giá đoạn âm, mát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, sang trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, má đoạn âm, chút trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Ê canh chát chay giá mát ta năng xá quê sang ga mát chút ta mô. Yo sahat sang sahat se na sang ga me ma lu se chi ne e can cha chay ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Dầu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin phép kệ. Yo sahat sang sahat se na sangga me ma mu nu se chi ne e kan cha chay ya mata nang sa we sangga ma chu ta mu. Dạ con đã đọc phân tích xong. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn sư. Dạ con kính mời người kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp và ơn đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 103. Dạ con xin, con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bót bài ạ. Yo sahat sang sahat se na sang ga me ma nu se chi ne e kanh cha chay ya mat ta nang sa que sang ga ma chu ta no ta mo. Yo sahat sang sahat se na sang ga me ma nu se chi ne ê canh cha chay ra mát ta năng xa quê sang gà ma chút ta mô. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Rô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá há xá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga là trường âm thông, ga mê ma là ba trường âm thông thường, nú là đoạn âm, xê là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, nê trường âm thông thường. Yo sahat sang sahat se na sang ga me ma nu se chi ne. Câu 3 và câu 4. E canh, e là trường âm thông thường, canh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chay là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga là trường âm thông thường, má là đoạn âm, chút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Ê canh cha chay ya ma ta năng sa quê sang ga ma chút ta mô. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Yo sa thát, yo sa hát, sang sa hát, se na sang ga me ma nu se chi ne. Ê canh cha chay ya ma ta năng sa quê sang ga ma chút ta mô.
dầu tại bãi chiến trường thắng thắng ngàn quân địch tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Yo sát sang sa han se na sang ga me ma sunu che chi ne e canh cha chay ya mat ta nang sa quế sang ga ma chút ta mô. Dù hát xa hát sang xa hát xê na sang gà mê ma nụ xê chi nê e cánh cha chay ya mát ta năng xa quế sang gà mà chút ta mô. Dạ con đã đọc xong, con có sai, mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Ha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào Đạo Tràng. Sau nay con xin đọc câu Pháp Cú số 103. Yo sahas sang sahas se na sangga me manu se chine e kan cha chay yam mat ta nang sa ve sangga mat chut ta mo. Yo sahas sang sahas se na sangga me manu se chine. Yo là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, hát là trường âm nhấn. Sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là trường âm, xá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, xê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Câu số 2, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga mê ma là ba trường âm thông thường, nú là đoạn âm, xê là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4 ạ. E can chát chay giá áp ta. E can chát chay giá áp ta. Năng xá về sang gà má chút tá mô. E là trường âm thông thường. Can là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Chay là trường âm nhấn. Giá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, xá là đoạn âm, v là trường âm thông thường, sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga là trường âm nhấn, má là đoạn âm, chút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Yo sahas sang sahas se na sangga me manu se chine e kan cha chay ya atta nang sa ve sangga ma chut ta mo. Yo sahas sang sahas ne se na sangga me manu se chine e kan cha chay ya atta nang sa ve sangga má chút tá mồ. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch tự thắng mình tốt hơn thật chiến thắng tối thượng. Đó là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ.
Yosaha sang sahat sena sangame manu se chine akan cacahi ya tanang save sangama chuatamo. Dạ, con đã đọc và kể và phân tích xong, có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xuống bích. Cảm ơn cô Nhục Quỳnh đã post bài. Alo, chiếc niệm từ chờ một chút ha. Sa tu Vinh Giang Nhật Hà. Vinh Giang Nhật Hà cũng thấy rõ chỗ này ha. Cô tu nữ Phúc Hạnh. Chữ e can chát chay giá mắt ta năng, chữ mắt ta năng, cô tu nữ Phúc Hạnh hình như viết thiếu hay sao. Giọng đọc là chay giá ắt ta năng, mà thật sự là chay giá mắt ta năng ha. Cô tu nữ Phúc Hạnh coi lại chỗ này nha. E can cha chay ya mắt ta năng, chứ không phải là ắt ta năng ha. Cô tu nữ Phúc Hạnh coi lại chỗ này ha. Rồi mời xích niệm từ. Dạ, con kính cảm ơn sư. Dạ, con cúi đầu lĩnh lễ ba ngôi tam bảo. Nam mô Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ và quý cô tu nữ trong đạo tràng, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Thiên Vũ, cảm ơn Sít Hồng Mai, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh đã cho biết âm thanh rõ. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay là câu 103. Yo sahas sang sahas se na sangga me manuse chine e kan cha che yamatta nang sawe sangga machuttamo. Yo sahas sang sahas se na sangga me manuse chine e kan cha che yamatta nang sawe ma sangga machuttamo. Nhà con phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo saha sang saha se na sangga me manuse chine. Là câu số 1. Yo là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, has là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa là đoạn âm, has là trường âm nhấn, se là trường âm thông thường, na là đoạn âm. Và câu số 2. Sang là trường âm nhấn, ga, mê, ma là ba trường âm thông thường, nú là đoạn âm, xê là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, nê là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Ê can cha chê ya mắt ta năng xê sa quê sang ga ma chút ta mô. Và câu số 3. Ê là trường âm thông thường, can là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chê là trường âm thông ít nhấn, giá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4. Xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, san là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, má là đoạn âm, chút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, và mô là trường âm thông thường. Yo sahas sang sahas se na sangga me manuse chine e kan cha che yamatta nang sawe sangga machuttamo. Dầu tại bại chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Dù xa sang
sa ha se na sang ga mi ma nu se chi ne e can cha che ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Dạ, con đã phân tích và con đã đọc xong. Con có sai mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lại giùm con. Và con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh đã post bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Bây giờ tôi xin mời Giám Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Và con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin phép được đọc câu pháp cú số 103 ngày hôm nay. Yo sahat sang sahat se na sangga me manuse chine e kan chachay yamata nang sa we sangga machut tamo. Yo sahat sang sahat se na sangga me manuse chine e kan chachay yamata nang sa we sangga machut tamo. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo sahat sang sahat se na sangga me manuse chine. Yo là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, has là trường âm nhấn, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là đoạn âm, has là trường âm nhấn, se là trường âm thông thường, na là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, ga, me, ma là ba trường âm thông thường, nú là đoạn âm, se là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, ne là trường âm thông thường. Yo sahat sang sahat se na sang ga me manuse chi ne. Và câu số 3 và câu số 4. E kan cha che ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. E là trường âm thông thường, kan là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, che là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, mat là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, xăng là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, má là đoạn âm, chút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. E can cha che ya mat ta nang sa we sang ga ma chút ta mô. Dạ, con xin đọc lại ạ. Yo sahat sang sahat se na sang ga me manuse chi ne e kan cha che ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo sahat sang sahat se na sang ga me manuse chi ne e kan cha che ya mata nang sa we sang ga ma chut ta mo. Yo sahat sang sahat se na sang ga me manuse chi ne e kan cha che ya mata nang sa se we sang ga ma chut ta mo. Dạ, con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ, con đảnh lễ sư Tuệ Đức mới vào đạo tràng ạ. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Còn thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Hạnh Dung.
Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tỷ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, nhục bình kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Nhục bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ. Mến chào thiên la dồi dào đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Tỷ Đức. Dạ, nếu được sư có thể cho con xin một hiệu, con cũng thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư cùng chúng con ôn bài ca phúc Bắc Kinh số 103. Dạ, mời Thi Na nha. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh không có trước máy, nhưng mình nghĩ là đạo tràng cũng đã hết người ôn bài. Nãy giờ thì con thấy Đại Đức về vào cũng như Thi Na vào. Dạ, sư cho con xin một tín hiệu, bạch sư con kính nhân mít thánh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lên lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Con thành kính lên lễ thượng tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin tập bài kinh Pháp Cú câu số 103. Yo sahat sang sahat se na sangame manuse chine e kang cha chay yamata nang sawe sangha machutamo. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Yo saha sang saha sena sangha me manuse chine ekang cha che yamata nang sawe sangha machutamo. Yo saha sang saha sena sangha me manuse chine ekang cha che yamata nang sawe sangha machutamo. Yo saha sang saha sena sangha me manuse chine ekang cha che yamata nang sawe sangha machutamo. Dạ, con xin hết ạ. Con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 103. Yo sahasang sahasena sangame manuse chine ekancha chayya mattanang sawe sangha machuttamo. Con phân tích câu 1 và 2. Vô trường âm thông thường, xá đoạn âm, hát trường âm nhấn, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, hát trường âm nhấn, c trường âm thông thường, nã đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga mê hai trường âm thông thường, ma trường âm thông thường, nú đoạn âm, c trường âm thông thường, chí đoạn âm, nê trường âm thông thường, yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne. Câu 3 và 4. E trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá đoạn âm, chay trường âm nhấn, giá đoạn âm, mát trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga trường âm thông thường, má đoạn âm, chút trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường.
e can cha chay ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo yo sa ha sang sa ha se na sang ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya mat ta nang sa we sang ga ma chut ta mo. Dầu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn. Thật chiến thắng tối thượng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yô sa hân sân sa hân dê na, sân ga mê ma nữ chê sê chi nê. Ê cân cha chay ya man ta năng, sa quê sang cao cha chun ta mù. Yô sa hân sang sa hân se na, sang ga mê ma nữ se chi nê. Ê cân cha chay ya man ta năng, sa quê sang cao ma chun ta mù. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ sa thú kính cảm ơn Khích Thi Na. Nam mô Bụt Thầy á, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Hồng Mai. Cảm ơn Thiên Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ kính mạch ngài, còn thời gian trả bài không mạch ngài. Dạ, nếu còn thời gian trả bài thì con xin phép được trả bài. Còn nếu hết thời gian thì con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng để đạo tràng được học tư vấn. Xin ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, con cũng xin sám hối với đại đức Tây Đức. Tại con thấy thời gian hết rồi nên sư vừa vào chưa biết có chuẩn bị chưa mà con đã thỉnh rồi. Xin sư hoan hỷ tại con muốn trong đạo tràng có những vị sư lên ông bài để cho ngài hoan hỷ, ngài không có mệt mỏi để dạy chúng con. Nên xin sám hối. Thì Na cũng vậy nha. Vào là Nhật Quỳnh mời rồi, tại ai biểu dọc trễ chi. Sư Nhật Quỳnh không dám nói, chứ còn Thì Na là Nhật Quỳnh phải nói. Ai biểu dọc trễ thì bị kéo áo luôn. Dạ, nếu ngài cho phép thì con xin được trả bài câu pháp quốc kinh sử một vẻ bà. Yo sa ha sang sa ha se san ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya ma ta nang sa we san ga ma chut ta mo. Yo sa ha sang sa ha se na san ga me ma nu se chi ne e can cha chay ya mát ta năng sa quê sanh ga ma mút quên rồi ma chút ta mô. Dạ con xin phân tích bốn câu luôn. Dạ kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên và giao đạo tràng. Vô trường âm thông thường xá đoạn âm hát trường âm nhấn sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sá đoạn âm, hát trường âm nhấn, xê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Danh trường âm nhấn, ga, ma, ga, mê, hai trường âm thông thường. Ma trường âm thường, nú, đoạn âm, xê trường âm thông thường, chí, đoạn âm, nê trường âm thông thường. Ê trường âm thông thường, canh trường âm nhấn, chá, đoạn âm, chay trường âm nhấn, giá. Đoạn âm mát, trường âm nhấn ta, trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xá đoạn âm, quê trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, ga trường âm thông thường. Má đoạn âm, chút trường âm nhấn, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường. Dơ, sa ha sang sa ha se na sanh ga me ma nu se chi ne. Ê canh cha chạy giá mát ta năng xa quệ sạch ga ma chút ta mô. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thường. Và đây là bản thiện ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu.
Dạ con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ cho con sửa. Con xin được kệ. Yo sa ha sang sa ha se na san ga ne ma nu se chi ne e can cha chay ya mat ta nang sa we san ga ma chuot ta mo yo yo sa ha sang sa ha se na san ga ne ma nu se chi ne ê cảnh cha chay và mạnh ta nắng xã quê sanh ra mà chút ta mồm. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức nhục bình, kính cảm ơn đạo tràng và cô tu nữ tại duyên. Có ông bà, có trả bài không? Nếu có trả bài thì cho nhục bình một tín hiệu, và còn không thì nhục bình thỉnh ngài. Và cô tu nữ tại duyên có nghe được âm thanh nhục bình không? Dạ. Có trả bài không cô? Dạ thỉnh ngài. Dạ cảm ơn cô. Dạ con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tại đức. Dạ con không biết đại đức Pháp Trang có lúc nãy có lên ông bài không. Dạ, dạ con thành kính lãnh lễ tri ân. Và nhật quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ bây giờ con xin thay mặt đại chúng trong râm thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài tri đức từ bi đăng đàn để thuyết giảng từ vựng bài học ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh kính mời Như Quang khuếch bài nha. Như Quang, và con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Kính lễ Đức Pháp Trang, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức, chào cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con thỉnh ngài cầm bích trở lại bạch ngài. Dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ngài rớt nét rồi. Dạ con thấy ngài trở lại, con kính dâng mít đến ngài ạ. Alo 123 123, lên mạng thì mất mạng, lên nét thì mất nét, khổ thiệt. Mất mạng mất nét còn dễ ha, chứ còn mất dịch ta mới mệt ha. Rồi xà tu xà tu, quý vị nghe rõ câu Phật ngôn 103, chỉ có câu số 3 mà hai người đã ở chỗ câu số 3. Chiếc kim là một chữ chay, đọc là dây. Cô tu nữ Phúc Hạnh là chay giá mắt ta năng. Cô tu nữ Phúc Hạnh thì chay giá ta năng. Cái điểm này dạ con thỉnh ngài cầm mic lại bạch ngài. Đạo tràng chúng con hết nghe rồi ạ.
Dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát, rất ngài lại rớt nát nữa rồi. Dạ con thấy ngài trở lại rồi, con kính nhân bích đến ngài à. Trong ngày lễ rồi. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát tại tại Như Quang đó. Như Quang bớt chữ đẹp quá nên ngài sợ quá, ngài rớt nét luôn rồi. Mến chào Thanh Thủy vừa vào đạo tràng. Dạ, con thấy ngài trở lại rồi, con kính nhân bích đến ngài à. Alo, 123, 123, này mới thiệt là cô đế ha. Không sao, còn giây phút nào chúng ta hiện diện là chính lúc đó chúng ta còn sống mà cái sự vô thường nó đến ha. Có rồi không, không rồi có rồi không. Chính cái điểm này chúng ta mới thấy rằng những giây phút mà chúng ta hiện diện đó là những giây phút quý báu. Thôi thì hãy đi vào bài học. Nói chuyện lạng hoàng chặt nữa, rớt mạng nữa. Vô sa hát sằng sa hát xê na. Câu 103 câu đầu tiên. Vô sa hát sằng sa hát xê na. Vô là người nào? Sa hát sằng là ngàn, tức là số 1000. Do từ sa hát xá. Sa hát sằng là ngàn. Rồi sa hát xê na. Sa hát xê na là 1 triệu. 1000, 1 triệu. Rồi sang nữa. Câu số 2. Nó nhanh rút lại ha. Sangha me manuse chi ne. Samme manuse chi ne. Sangha me do từ sangha ma, nó là một danh từ nam tính, nhưng mà đây được kia theo định sẽ cách số ít à, định sẽ cách số ít sát tầm yêu phát tiết e các vô tình á, cho nên sangha ma biến thành sangha me. Sangha mê là trên chiến trường hay là ở chiến trường? Ở chiến trường hay là trên chiến trường? Dạ con thỉnh ngài cầm mít trở lại bạch ngài. Đạo tràng chúng con hết nghe. Đạo tràng hoàng thị chờ trong giây lát. Ngài lại té nữa rồi. Alo, 12313. Rồi, nghe rõ ha, còn hơi thở, tức là chúng ta biết còn sống ha. Manuse là các con người, các con người. Rồi, chi nè, chữ chi nè, chi nè do từ chi na ha. Chiến thắng, chi nè là chiến thắng.
Vậy thì ở đây có một câu hai: Yo sahat sang sahat se na sangga me ma nu se chi me. Người nào có thể chiến thắng 1 triệu người ở chiến trường? Người nào có thể chiến thắng 1 triệu người ở chiến trường? Dạ hết nghe nữa rồi bạch ngài. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Rồi, có một câu hai: Người nào có thể chiến thắng 1 triệu người ở chiến trường? Người nào có thể chiến thắng 1 triệu người ở chiến trường? Rồi, bây giờ câu 3, câu 4: Ê canh chá chay á mắt tà nằng. Ê cành chát chày giá mắt tà năng. Câu số 3: Ê cành ở đây do từ ê cân cộng với chá. Ê cân cộng với chá, ê cân là một, chá là và. À, chá là và. Và một. Và một ha. Rồi chay giá mắt ta năng. Chay giá do từ chay dân. Chay dân là có thể chiến thắng. Chay dân có thể chiến thắng. Và ách ta năng. Ách ta năng nó là do từ ách tá, một danh từ nam tính. Á cầu tháp phung linh ca. Và đây được chia theo đổi cách số ít đô tỷ giao vừa phát thể có quá chân na, cho nên atta biến thành atta năng. Và hai từ này đi chung với nhau, chay giá mắt ta năng, có thể chiến thắng bản thân mình. Có thể chiến thắng bản thân mình. Và cái câu này thì ý nghĩa là sao? E canh cho chay giá mắt ta năng. Câu này có thể chiến thắng mỗi một bản thân mình. À, có thể chiến thắng mỗi một bản thân mình. Chữ e cần ha. À, tức là tự mình chiến thắng với chính mình đó. Thì ở đây để nói rằng e cần cho chày giá mắt ta năng. Và câu cuối cùng: Sao về sang gà mắt chút tạm mồ. Sao về sang gà mắt chút tạm mồ. Chữ xá là người ấy ha. Xá là người ấy. Quê là thật vậy, đúng vậy. À, quê thật vậy, đúng vậy. Rồi sang gà má. Sang gà má. Sang gà má nó là một danh từ nam tính ha. Á karan tap phun linh ga. Sang gà má là chiến trường, trận địa. Chiến trường, trận địa. Rồi chút tập mô tức là chữ chí là chiến thắng này, cộng với út tầm má. Cộng với út tầm má là tối thượng. Và ở đây à, thành ra dưới chút tạm mô à, nó đứng làm chú từ ha, số ít chút tạm má
nhân thành chú tam mô. Vậy thì Sangha Machutamo là người chiến thắng tối thượng ở chiến trường, là người chiến thắng tối thượng ở chiến trường. Và nguyên câu này, sao về Sangha Machutamo, người ấy chính là người chiến thắng tối thượng ở chiến trường. Ha. Nguyên câu sáu quê Sangha Machutamo. Thật vậy, người ấy chính là người chiến thắng tối thượng ở chiến trường. Và câu Phật ngôn 103 cho chúng ta ý nghĩa: người nào có thể chiến thắng 1 triệu người ở chiến trường, nếu có thể chiến thắng mỗi một bản thân mình, người ấy chính là người chiến thắng tối thượng ở chiến trường. À, nguyên câu Phật ngôn 103. Người nào có thể chiến thắng 1 triệu người ở chiến trường, nếu có thể chiến thắng mỗi một bản thân mình, thì người ấy chính là người chiến thắng tối thượng ở chiến trường. Câu Phật ngôn 103 được Ngài Giới Đức Phổ Thơ lục bát thế này: à, vẽ vang tự thắng chính mình, khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phàm đế ma vương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Vẽ vang tự thắng chính mình, khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma vương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ ngũ ngôn: dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn thập chiến thắng tối thượng. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn thập chiến thắng tối thượng. Rồi, như vậy tự vận chúng ta cũng đã thông qua ha. Bây giờ đi vào trong duyên sự này, để chúng ta thấy hai câu Phật ngôn 102 và 103 có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. À, bây giờ quý vị nghe từ phần ha, nghe duyên sự ha. Câu Phật ngôn 102, 103 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến một sư cô tóc quăn tên là Kundalakesi. Kundalakesi là tên của cô ta. À, quý vị nhìn lại nha. Tỳ khưu ni tóc quăn Kundalakesi Kesa Roma Nakha Danta Tacho. À, năm cái đề mục về bất tịnh thì đầu tiên nói lên là tóc Kesa, mà nữ là Kesi ha. Kesi là tóc, Kundala là nó quăng. Ở trong thành Rajagaha có một tiểu thư con nhà bá hộ, tuổi vừa 28, nhan sắc tuyệt đẹp, con gái mà khi đến tuổi dậy thì tình xuân lai láng chớm mộng, thường có ý kiếm chồng. Ông bà bá hộ sai một cô tỳ nữ theo gìn giữ hầu hạ phục vụ tiểu thư này, và cho hai chủ tớ ở trong một căn phòng sang trọng trên tầng lầu chót của tòa lâu đài 7 tầng. Khi đó có một chàng thanh niên con nhà tử tế là hành nghề trộm cướp, bị dân chúng bắt trói thúc ghé hai tay sau lưng, dẫn đến pháp trường để mà hành quyết. Đến một ngã tư đường, cậu ta bị dân chúng dùng roi đánh đập.
Cô chỉ xin nghe tiếng ồn ào của dân chúng tự hỏi, ồ cái gì vậy? Đứng trên đầu nhìn xuống thấy chàng trai, thì cô tiểu thư này phát tâm ái luyến, bỏ cả cơm nước nằm liệt giường, mới thấy không mà muốn xỉu rồi ha. Cái bà Bảo Hộ mới hỏi cô tiểu thư, con ơi, đau làm sao vậy? Nếu mà con được lấy chồng, anh chàng thanh niên bị buộc tội trộm cướp, bị dẫn đi đó, thì con sẽ còn sống. Bằng không chắc là mạng của con sẽ tuyệt ở đây, con sẽ chết ở đây cho mẹ coi. Con đừng làm như vậy, con muốn có chồng thì dễ, cha mẹ sẽ định đã lứa, kiếm nơi môn năng hộ đối với nhà ta mà cái xuôi gia. Con sẽ được lấy người chồng một cách dễ dàng. Không, con không ưng ông chồng nào khác. Nếu mà không được chàng trai này thì nhất định con sẽ chết. Thuyết phục con gái không được, bà Bảo Hộ mới báo tin cho chồng biết. Ông cũng khuyên mà cũng không xong. Cuối cùng ông mới nghĩ, phải làm gì đây mới được. Rồi ông sai người nhà cầm ngàn đồng tiền vàng ra đón đường người lính trẻ tội, hối lộ và xin phóng thích tội nhân. Người lính chấp nhận, thấy tiền là mờ con mắt, nhận tiền rồi thả cái người tứ tội đó, rồi giết chết một tội nhân khác để thay mạng. Rồi gửi sớ tàu của đức vua là tiên cướp đã bị hành quyết rồi. Ông Bảo Hộ dẫn tiên cướp về giao cho cô tiểu thư. Muốn làm đẹp lòng của người chồng, tiểu thư tự mình trang điểm với tất cả nữ trang và lo việc cơm nước cho chồng hết sức là chu đáo. Nhưng mà qua mấy ngày sau, tiên cướp khởi cái manh tâm, phải giết cái con này ở đâu đây để lấy những cái nữ trang này đem bán ở quán rượu rồi ăn nhậu cho thỏa thích. Anh ta lập mưu từ chối cơm cháo nằm liệt giường. Thư ăn cần hỏi chồng, anh có bệnh gì không? Không, không có bệnh gì. Hay là anh buồn giận cha mẹ em? Anh cũng không có buồn giận gì hết. Nếu vậy anh có tâm sự gì? Em ơi, trong khi mà bị bắt dẫn đi, anh có vang vái chư thiên ngự nơi vực thẳm, cái nơi mà sẽ tứ hình đó, nên mới được toàn mạng sống. Vả lại được lấy em làm vợ ở đây cũng là nhờ oai lực của chư thiên. Cho nên anh suy nghĩ phải làm sao trả lễ cúng chư thiên. Ồ, anh ơi, anh đừng quá lo âu, để rồi chúng ta sẽ cúng lễ trả chư thiên. Anh cho em biết mình cần những thứ gì. Ồ, dễ lắm. Cơm sữa nấu với mật ong và ít nước, cùng với ngũ cốc và hương hoa, chỉ có vậy thôi. Lành thay, anh ơi, để em lo sắm đủ lễ vật, rồi chúng ta sẽ đi cúng lễ. Vậy thì em hãy bảo thân quyến lui về hết, còn em hãy mặc y phục và đeo những món nữ trang quý giá, rồi chúng ta sẽ lên đường. Tiểu thư làm ý theo lời người chồng bảo. Khi tới chân núi, tiên cướp mới bảo tiểu thư, từ đây chúng ta chỉ nên đi hai người thôi, còn những ai khác hãy cho họ ngồi xe trở về, một mình em tự đội lấy mâm lễ vật. Cô tiểu thư này làm theo lời chồng, đội mâm lễ vật trèo lên núi, nơi cái nơi mà sĩ tử buộc cướp. Núi này có hai mặt, một mặt có lối đi, người ta theo đó mà lên núi, còn một mặt thì đứt dân, người ta đứng ở trên chốt núi xô kẻ cướp bị tử hình xuống mặt đó, rồi xuống tới đất là tan xương nát thịt, cho nên có tên gọi là vực thẳm sử tử buộc cướp. Cô tiểu thư lên đến chốt núi, đứng lại bảo chồng,
anh cúng lễ lông vật ở tại đây. Tiền cướp làm thinh, Diệu Thư lại hỏi sao anh làm thinh vậy. Nghe thúc giục, tiền cướp mới đáp: ta cóc cần cúng tế, ta chỉ muốn dụ nàng đến đây mà thôi. Để làm chi hả? Để làm chi vậy anh? À, ta giết nàng đoạt mạng, lấy nữ trang của nàng để tẩu thoát. Bây giờ tiểu thư bị hấm dọa sợ chết, năn nỉ tiền cướp: anh ơi, cả thân và những đồ trang sức này đều thuộc quyền sở hữu của anh, sao anh lại nói như vậy? Mặc dù cô tiểu thư nhiều lượt van xin tiền cướp: anh đừng làm như vậy, anh đừng làm như vậy, nhưng mà hắn ta cũng nằm nặng, ta phải giết nàng. Tiểu thư lại đề nghị: thôi nè, anh khỏi cần giết em làm gì, anh hãy lấy những đồ nữ trang này và dung tha mạng sống cho em. Từ giờ trở đi, anh hãy xem em như là đã chết rồi, em nguyện làm nô lệ cho anh. Những xuyến vàng này tất cả đều bằng ngọc bích, anh hãy lấy đi, anh hãy gọi em là nữ nô lệ của em, của anh. Nhưng mà tiên cướp nói: nếu để mà nàng sống, nàng gửi đi thông tin với cha mẹ của nàng, ta phải giết nàng mới được. Đừng có khóc than cho lắm, vô ích lắm. Nàng đừng than khóc chi nhiều, hãy mau mau bỏ các đồ nữ trang ra, tuổi thọ của nàng đến đây đã hết, ta sẽ lấy tất cả tư trang của nàng. Tiểu thư mới suy nghĩ: cái nghiệp của anh này quá nặng, lẽ thường bậc trí tuệ không muốn dùng vật thực chưa được nấu chín, ta phải dục hoãn cầu mưu, suy tư ra phương kế để đối phó với anh ta mới được. Và cô tiểu thư nói với tiền cướp: trong khi mà anh bị bắt vì tội trộm cướp và bị giả đi, em đã nói với cha mẹ bỏ ra 1.000 đục tiền vàng để lo cho anh được thả ra và dắt anh về nhà tạo lập gia thất cho anh. Từ đó về sau, em là người nội trợ của anh. Hôm nay, anh hãy niệm tình cho em được phép nhìn rõ mặt anh 1 lần cuối và bái biệt anh. Tiên cướp đồng ý: được rồi, hãy nhìn kỹ và đảnh lễ đi. Nói rồi, hắn đứng ngay bên bờ vực thẳm trên chốc núi. Tiểu thư nhiễu quanh người chồng bất nghĩa 3 vòng. Rồi đến vòng thứ 4, cô ta quỳ xuống đảnh lễ và nói: anh ơi, đây là lần cuối cùng anh còn thấy em. Bây giờ em không còn dịp gặp anh, cũng như anh không còn gặp em nữa. Sau khi giả vờ ôm người chồng, hôn từ phía trước mặt rồi tới phía sau lưng, cô tiểu thư đứng tại nơi cuối cướp, một tay nắm cái mình, một tay nắm cái dây lưng của hắn ta, kéo ngược hắn ngã nhào xuống vực thẳm. Xác của hắn bị va vào sườn núi, nát ra manh muốn khi mà tới mặt đất. Cái vị chư thiên ngự trên đỉnh núi, nơi mà sĩ tử quần cướp thấy rõ hành động của cặp vợ chồng này, mới tán dương người phụ nữ rằng: không phải đàn ông luôn luôn là bậc hiền sĩ ở khắp mọi nơi, phụ nữ đôi khi ở đây ở đó cũng tỏ ra là bậc hiền sĩ. Sau khi xô tiền cướp xuống vực thẳm rồi, tiểu thư tự nghĩ: ta đi về nhà, cha mẹ sẽ hỏi chồng của con đâu. Nếu mà ta trả lời con đã giết anh ấy rồi, thì chắc cha và mẹ của ta sẽ mắng xối xả, được cứng đầu, đã cho 1.000 đồng tiền vàng rước chồng về cho mi. Bây giờ mi lại giết hắn. Dầu cho ta có nói thật, anh ấy muốn giết con để cướp lấy nữ trang, chắc là cha mẹ cũng không tin lời ta. Thôi, ta đành vĩnh biệt quê nhà.
cô tiểu thư bỏ hết nữ trang ở tại mặt đất chỗ đó rồi đi lang thang vào rừng. Lần hồi đi đến chỗ trú ẩn của bồn du sĩ Ta Bà, cô ta định để các vị này xin cho xuất gia nhập đạo. Họ cho nàng xuất gia. Sau đó thì cô ta hỏi: bạch các ngài, người xuất gia trong đạo của ngài có pháp nào là cao thượng nhất? Này hiện hữu, người xuất gia trong nhóm của chúng ta cần tu hai pháp là đối tượng. Một là niệm đề mục biến xứ Kasina tốt để nhập định. Hai là phải học thiên ngôn luận cho thật nằm lòng. Các con không có khả năng tham thiền nhập định, vậy con xin phép được học thiên ngôn luận bạch các ngài. Các tu sĩ Ta Bà liền bắt đầu dạy cho cô tu nữ mới học này về thiên ngôn luận. Cho đến khi nàng ta đã thuần thục, họ mới bảo rằng: bây giờ con đã học được cái nghề này rồi, con hãy đi chu du khắp cõi Diêm Phù để tìm người có khả năng tranh luận biện thuyết với mình. Sư phụ cô trao cho một cành cây Diêm Phù, rồi dục bỏ đi, tức là cây anh đào á. Hãy đi, hỡi đệ tử, nếu con gặp người cư sĩ nào có thể tranh luận với con thì con hãy theo hầu anh người đó. Nếu con gặp bậc xuất gia có khả năng biện thuyết thì con hãy xin xuất gia với người đó. Cô nữ du sĩ từ đây có danh hiệu là nữ du sĩ Diêm Phù, có nghĩa là Champu Cáp và Parichika. Sau khi rời khỏi chỗ ở, cô đi khắp nơi để tìm gặp tay đối thủ về môn biện thuyết, nhưng mà không có ai đủ cái tài tranh luận cùng cô ta. Thế rồi chỉ cần nghe nói nữ du sĩ anh đào đến là mọi người đều bỏ của chạy lên người. Nữ du sĩ đi khắc phục ở thôn quê, lần đến thì thành, mỗi khi đến cửa cổng ở đầu làng thì cô vung lên một đống cát cắm cái cành anh đào xuống đó, xong rồi tuyên bố: người nào có đủ sức tranh luận cùng ta thì hãy chà đạp cái cành anh đào này. Rồi cô ta đi vào làng. Chợ của du sĩ ấy không có một người nào có đủ tài lực bén mảng đến gần đó. Rồi rời chỗ đó đi nơi khác, cô ta cũng làm như vậy. Cành anh đào cũ héo thì cô ta thấy cành anh đào khác tươi hơn. Khi mà đến thành Sawathi cũng cấm cành anh đào tại cổng thành và tuyên bố như trước. Rồi vào trong thành khắc thực. Lúc bây giờ trưởng lão Sariputta đi kiều bình khắc thực, dùng xong bữa trở ra ngoài thành, thấy lũ trẻ vây quanh quang cảnh cái cành anh đào thì trưởng lão hỏi: cái gì thế? Lũ trẻ mới tường thuật tự sự cho trưởng lão biết. Ngài Sariputta mới bảo chúng: vậy thì các em hãy chà đạp cái cành anh đào này đi. Dạ chúng con dám bạch ngài, các em cứ chà đạp đi để ta đối đáp với cô ta. Nghe ngài Sariputta khuyến khích, lũ trẻ hăng hái chà đạp cành anh đào, vừa la hét vừa làm cho các bụi tung lên. Nữ du sĩ trở về trách mắng lũ trẻ và hỏi chúng rằng: ta với các em không có vấn đề gì để mà tranh luận, tại sao các em lại chà đạp cành anh đào của ta? Lũ trẻ đáp: trưởng lão bảo chúng tôi chà đạp. Bạch trưởng lão, ngài đã bảo lũ trẻ chà đạp cành anh đào của tôi phải không? Phải đó. Này nữ du sĩ, nếu vậy ngài hãy tranh luận với tôi. Lành thay, ta sẽ tranh luận. Nữ du sĩ nới rộng áo ở thắt lưng, đi đến gần trưởng lão để cật vấn ngài. Khắp cả kinh thành đều xôn xao vì cái tin hai bậc đại trí sắp so tài biện bác với nhau. Dân chúng rủ nhau lũ lượt đến đảnh lễ ngài Sariputta và ngồi nép qua một bên. Nữ du sĩ mở đầu cuộc khẩu chiến: bạch ngài,
Tôi mang phép được hỏi ngài một câu. Này nữ du sĩ, hãy hỏi đi. Nữ du sĩ mang thiên ngôn luận của mình ra hỏi. Hỏi câu nào cũng được ngài Sariputta giảng giải một cách rành mạch. Sau cùng, trưởng lão Sariputta hỏi lại một câu. Ngoài những câu hỏi vừa rồi, nàng còn câu hỏi nào nữa không? Bạch ngài, chỉ có bấy nhiêu thôi. À, nãy giờ nàng hỏi ta rất nhiều. Ta cũng có một câu muốn hỏi. Nàng có khứng để giải đáp hay không? Bạch ngài, xin ngài cứ hỏi. Nếu tôi biết thì tôi sẽ giải đáp. Trưởng lão Sariputta đưa ra một câu hỏi về danh pháp. Nữ du sĩ không biết cái lối nào để mà giải đáp. Và hỏi lại ngài Sariputta. Bạch ngài, câu của ngài hỏi có tên là gì? À, là Buddhamanto, là Phật chủ. Bạch ngài, xin ngài cho tôi cái câu Phật chủ đó được không? À, chừng nào mà nàng cùng với ta là một đạo á, thì ta sẽ chỉ cho nàng. Nếu vậy thì xin ngài cho tôi xuất gia đi. Ngài Sariputta chỉ dẫn cho nữ du sĩ đến ni viện và giới thiệu cho cô ta được xuất gia. Sau khi thọ phụ túc giới, cô có cái mệnh danh là Tỳ Khưu Ni Cấp. Và mấy hôm sau thì cô ta chứng đắc thánh quả A-la-hán với tuệ phân tích. Các Tỳ Khưu Ni, các Tỳ Khưu Tăng cứu hộ lại ở giảng đường và đưa ra vấn đề. Tỳ Khưu Ni Tóc Quan không từng nghe thuyết pháp nhiều, thế mà chứng đắc quả vị tối thượng của bậc xuất gia. Nghe nói cô đã một mình đại chiến với tên cướp, thắng được nó rồi mới tới đây xuất gia. Đức Phật mới hỏi, này các vị kheo, hôm nay các thầy thảo luận về chuyện gì? Bạch ngài, về câu chuyện Tỳ Khưu Ni Tóc Quan. Nghe như vậy Đức Phật giải thích. Này các vị kheo, pháp mà Như Lai đã thuyết chớ có chất lượng bằng số ít hay số nhiều, thà thuyết một câu pháp cú còn hơn là cả trăm câu vô ích. Với lại, người thắng được tất cả những kẻ cướp không đáng gọi là anh hùng vô địch. Chỉ có người thắng được những kẻ cướp là phiền não ở nội tâm mới thật xứng danh là vô địch. Và nói xong, Đức Phật là tóm tắt bằng hai câu kệ 102, 103 mà chúng ta đang học. À, và khi mà hai câu Phật ngôn này chấm dứt thì nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng thiếu nữ làm eo để cưới chồng vì thương kẻ cướp bị lao lung, ngờ đâu ngựa vẫn quen đường cũ, hắn chẳng mang ơn lại trở lòng. À, dù được nàng lên đỉnh núi cao, hắn toan giết đoạt của bôn đào, nàng khôn gả cách xin tha mạng, lừa thế xô tên phản bội nhào. Giết chồng đâu lẽ trở về nhà, sơn phụ băng rừng đi xuất gia, học được 1000 câu hỏi đố, diêm phù nổi tiếng khắp Ta Bà. Pháp chủ hỏi nàng, một là gì? Nàng thưa, xin nhập đạo bên ni, về sau đắc quả A-la-hán. Tăng chúng phàm phu có chỗ nghi, Phật dạy kệ vô nghĩa tụng nhiều, trăm câu lợi ích chẳng bao nhiêu, sao bằng một kệ nghe vừa dứt, tâm được an bình khổ não tiêu, thắng ngàn ngàn quân địch giữa sa trường. Chẳng phải anh hùng Phật đáng dương, chỉ có thắng mình là đại thắng, chiến công oanh liệt ấy ai đương. À, câu Phật ngôn 102, 103 hết rồi.
quý vị thấy duyên sự rất là hay ha. Với câu Phật ngôn 102, 103 quý vị vừa học xong. Rồi, còn thời gian để cho quý vị thắc mắc. Alo, quý vị thấy ý nghĩa câu Phật ngôn 102, 103 thế nào? Alo, xin được nghe ý kiến. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi mê ly nữa hả? Nói trên miệng, bây giờ hấp dẫn chỗ nào, mê ly chỗ nào. Bây giờ mà còn 6 phút nữa, mời Sít Kim. Nghe nhiều cái giống như việc nghe sóng rồi nó hấp dẫn mê ly, nó xạo. Chỗ nào là hấp dẫn, chỗ nào là mê ly nè, cái đó mới là quan trọng nè. Con thiệt xạo sư luôn á, chị nói hay sư. Rồi khoan để con chờ thôi, con xin kính chào sư Trí Đức, các sư và các tu nữ cùng quý vị trong đạo tràng. Trước hết con xin cảm ơn sư đã bỏ thì giờ chỉ dạy cho con đọc câu kinh Pháp Cú số 103 này và nói tích sự của kinh Pháp Cú số 102, 103. Trời ơi, mấy ly hấp dẫn gùng gợn, nghe hồi thành ba trận luôn nữa. Thứ nhất á, là cái cô này mới có 16 tuổi, ở tuốt trên cái tầng thứ bảy á. Tầng thứ bảy nó cũng cao dữ không, mà vừa thấy cái tên mà bị tử thần này nè, mà đã mê liền, là bỏ ăn bỏ ngủ rồi. Nhất định là phải đòi lấy cái tên này được, không lấy cái này được á, là chết liền tại chỗ. Cái đó là mê ly rồi đó. Cái mê ly gùng gợn. Cái thứ hai nữa là cái tên này nó, trong khi nó dẫn cô lên núi một mình cổ với nó thôi, lên tới cái núi mà núi tử thần ở đó, cái núi mà xô người ta xuống chết á, mà nó nói sự thật rằng nó muốn giết cổ để lấy tiền bạc nữ trang trên người của cô thôi, chứ nó không có thương yêu gì cô hết. Mà cô này rất là bình tĩnh, không có sợ gì hết trơn, mà còn nghĩ ra kế nữa. Nghĩ còn hung đi vòng vòng đánh lễ rồi xin xỏ tên này, trước hết là cổ xin xỏ tên này tha mạng cho cổ đi, lấy hết đồ nữ trang gì cũng được đó. Rồi cổ sẽ làm nô lệ cho tên này, mà tên này là một người đàn ông, nó là tướng cướp, nó là dữ dằn rồi, thì cô này một cô gái đâu gì dễ sợ, mà nhất quyết là nó cứ nói nó phải giết cô này, tại vì nó để cô này sống thì nó sẽ bị chết. Gia đình cô này giàu có, cô này mà gặp người quen hay nói một tiếng thì nó chết chắc rồi. Thì nó nghĩ rằng như vậy, cô này thấy không xong rồi. Cái một không được, cái hai cũng được, cái ba cũng xong. Bây giờ mình phải tự cứu mình hết. Thì cô mới thấy nhìn vực thẳm một rất là sâu. Bây giờ mình lừa làm sao cho nó xuống xuống gần đó, mình xô nó một cái là nó phải chết. Nếu mình không khéo là mình cũng chết theo với nó. Nhưng mà mình bây giờ là mình đã chết chắc rồi. Bây giờ trong phải làm sao trong đường chết mà mình sao mình sống được, tại vì cổ bây giờ là chữ cổ lót hết trơn rồi, tức là cổ bị thua rồi, cái nào cũng thua hết, cái nào cũng bó tay quýnh lộn nó thì cũng lợi rồi, mà làm gì cũng được hết mà không ai cứu hết, cổ phải tự cứu mình thôi. Thì ác ta năng mà phải tự chiến thắng minh xây vô ác ta năng nữa, là Đức Phật nói vậy mà. Thì cổ mới tính kế, cổ xin thỏ nó cuối cùng rất là coi nghe rất là tội nghiệp. Đi vòng vòng đảnh lễ tên này ba lần rồi ôm tên này hung hít nữa. Dĩ nhiên hung hít đó thì nó cũng phải khoái chứ, người đẹp vợ mình nó hung thì cũng tội nghiệp. Trong lúc mà tên này không để ý, xô cho nó xuống một cái cho nó chết. Mà khi tên này chết rồi mà cổ cũng không có sợ, cổ không chạy về nhà khóc lóc với ba má cổ, mà cổ nghĩ về cái khác. Cổ phải bỏ đi, nếu mà về đó thì ba má cổ sẽ khổ này kia đủ thứ, thì cổ không thích nữa. Nhưng mà đối với con á, cái này á, nghe ở ngoài thì nghe vô lý, nhưng nếu mà con học duyên hệ thì con thấy không có vô lý chút nào hết. Sư còn mấy phút mà con nói cho hết tiếng một chút được không sư? Tức là đối với cái duyên hệ, cái mảnh lực duyên, nhân duyên, sở duyên và lực duyên nó rất là mạnh, nó cuốn hút, nó làm bất cứ giá nào nó tới để cô thoát khỏi cái nhà của cô, thì cô mới có cơ hội để gặp ngài Sariputta.
không làm gì hết, cô vẫn ở trong nhà, thì cô vẫn là một thiếu nữ, rồi đó sẽ không lấy người này cũng lấy người khác. Thì cổ cũng đẻ con, sinh con đẻ cái với một trong gia đình của một bà la môn đầy tà kiến như vậy, thì cổ không có cơ hội để mà gặp giáo pháp của Đức Phật mà ngay trong thời mà Đức Phật đang còn hiện tại thì không có. Chính là cái mãnh lực duyên, tức là cái cơ hội của cổ để mà đi. Tức là cô này đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, ba la mặt đầy đủ rồi. Bởi vì gặp ngài Sariputta là nói một câu vô học vài tháng là chứng đắc gì a la hán quả, mà lại về tứ tệ phân tích nữa, rất là giỏi. Mà trước khi mà cổ vô đó thì với trí tệ của cổ, cơ chỉ học của tụi mà bà la môn có cây anh đào rồi đó, đâu có một thời gian rất ngắn mà đã thông thuộc cái đó để trả lời. Đó là nhiều người không trả lời những câu hỏi của cổ, mà cổ có thể trả lời những câu hỏi bình thường của họ, thì con thấy đó là chuyện bình thường. Mê ly rụ lợi ở chỗ đó, đứng tuốt ở dưới lầu 7, vô xuống một cái tiếng xét cái đầm đánh nhất đứng, phải nhất định lấy anh chàng này, không lấy là chết liền tại chỗ. Là vậy đó. Nhưng nói với con không có bình thường, không có như vậy đâu, mà thật ra đó là mãnh lực duyên, để mà từ đó nó làm tiền sanh duyên để cổ đi tới cổ gặp ngài Sariputta, rồi học được giáo pháp của ngài để mà thành đạo quả niết bàn. Con hết rồi sư, cũng hết giờ rồi, thì con xin cảm ơn lại cho sư. Cảm ơn sư cùng các sư, các cô tư nữ và quý vị trong đạo tràng đã lắng nghe. Con có gì sai sót xin quý vị chỉ bảo, con xin trả máy là mà cũng hết giờ rồi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ. Cô Kim chia khá hay quá, ngài chạy mất tiêu luôn rồi. Dạ cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Quang Thanh. Dạ thấy ngài đã rất nét rồi, mà đồng hồ của con thì cũng đã quá chờ một phút rồi. Dạ con kính Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi mình được kính pháp ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Thần Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con nghe. Hello. Dạ rồi con biết rồi, con đang hồi hướng ạ. Dạ. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật của Tham Ma được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên, phạm thiên các giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà. Nhất là vua trời Đệ Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong đường Phật giáo Nam Triều. Nhất là chư thiên xung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam Truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh nan, bồ đề tâm kiên cốt, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát.
Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới loài. Xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân nibbana sabbat cha yo ho tu. Ý đăng huynh nhân nibbana sabbat cha yo ho tu. Ý đăng huynh nhân nibbana sabbat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào room chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng kính pháp kệ kinh hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Trong lúc ngài trị đức thuyết giảng, con xin thay mặt ban điều hành room Phật giáo Nam Truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Ngày mai lâm vào room theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ room có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính chúc quý ngài Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã hỗ trợ cho room Phật giáo Nam Truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin phép quý ngài và xin phép đạo tràng. Con đang có việc ở bên ngoài nên con xin phép không để bài kinh hồi hướng. Dạ, con xin được xuống mít và kính chào tạm biệt ạ.